Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lâm Minh. Lâu quá không gặp. Đi đâu cho đời mỏi mệt. Đi đâu cũng không bằng ở quê hương của mình. Quê hương của mình cuộc sống vẫn yên bình, chứ không phải giống như những thành phần xuyên tạc chống phá đất nước. Tụi nó ra rã tối ngày bới móc tìm những cái nan đề của xã hội Việt Nam để nó xuyên tạc. Nhưng trong khi đó, những cái nan đề xã hội ở những quốc gia sở tại mà những thành phần xuyên tạc chống phá đất nước, các bạn biết nó trăm nghìn thứ ngổn ngang trong cái mô hình xã hội hiện nay. Đối với tôi thì tôi thấy là đi đâu đi chứ cũng không bằng ở quê nhà mình đâu. Cuộc sống rất là bình yên, mặc dù là có những cái sự khủng hoảng về ảnh hưởng kinh tế toàn cầu, nhưng Việt Nam vẫn vươn lên từng ngày và từng giờ, anh chị các bạn. Đó là một cái điều rất là đáng mừng. Nói anh chị các bạn, điều mà tôi hay nói rất là nhiều lần, không có quốc gia nào mà nó hoàn hảo và tuyệt đối cả, mà không có xã hội nào mà nó hoàn toàn gọi là cái gì cũng là số 1 hết á. Các bạn đừng nghĩ đi ra hải ngoại là tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn ở Việt Nam. Ở Việt Nam mình cũng phải phấn đấu, ra hải ngoại mình cũng phải phấn đấu. Những cái quốc gia phát triển mình phấn đấu gấp trăm ngàn lần, chứ không phải giỡn đâu. Chứ không phải là những cái mà sự hào nhoáng của những người mà xuyên tạc chống phá đất nước, nó lên đó nó tuyên truyền đời sống sự thật. Nó ở cái đất mà xứ tư bản, tôi nói anh chị các bạn, nó muôn vàng thứ luật pháp rồi những cái nan đề xã hội. Nhưng mà những cái người mà họ xuyên tạc chống phá đất nước, họ không có dám nhìn nhận vào cái thực tế, cái đất nước mà họ đang sống. Họ chỉ quay về Việt Nam thì họ nhìn những một số khía cạnh nào đó về mô hình xã hội, chính trị, an ninh, trật tự xã hội, thì nó cứ lên mạng là đổ lỗi là tại cơ chế thế này thế nọ, lãnh đạo thế kia làm cho đất nước nghèo khổ. Nhưng mà thực sự Việt Nam mình, tôi nói chứ các bạn, mình đi từ nghèo khổ mà mình đã vượt lên một quốc gia hiện nay, mình là một đất nước gọi là phát triển. Chào đất, chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Mình đã trở thành một quốc gia phát triển rồi đó. Các bạn thấy có nhiều người dân ở bên Mỹ, đời sống người ta khi mà kinh tế còn thịnh vượng, họ làm mà khi mà kinh tế hay là nó bất ổn chính trị, cuộc sống của họ đi vào bế tắc. Họ đi từ bế tắc này đến bế tắc nọ. Các bạn nhìn thấy đó, có những người Việt của mình vậy, hay ngay cả người Mỹ cũng vậy. Họ khi mà họ bế tắc, họ phải sống trong những cái nơi gọi là vô gia cư, những cái nơi mà hang hốc, núi đồi rừng núi tạm bợ để đặng mà kiếm cái cuộc sống qua ngày. Còn ở quê hương các bạn thấy nó hoàn toàn khác. Những cái người dân mưu sinh, họ tìm đủ mọi cách họ đứng lên trên cái đôi chân của họ, chứ không phải giống như cái xã hội Mỹ. Tại xã hội Mỹ các bạn biết, khi mà người ta đóng thế, người dân họ đóng thế rất là nhiều vào trong cái mưu cầu phúc lợi xã hội. Và khi cái đời sống vật giá lạm phát nó gia tăng đó, và cái phúc lợi xã hội đó nó không có theo kịp với cái mức độ gia tăng lạm phát của cái sự khủng hoảng của cái nền kinh tế chủ nghĩa tư bản, các bạn thấy người dân bị đi vào cái bước đường cùng, là họ sống vô gia cư, họ sống vỉa hè, họ tìm những cái nơi nào trống trải là họ dựng lều, họ ở vất vả chăm bề, chứ không phải giỡn đâu. Ngay cả người Việt của mình ra được hải ngoại rồi, các bạn thấy cũng phải đi làm đầu tắt mặt tối, chứ không phải mà tự nhiên trên trời nó rớt xuống đâu, ngoại trừ những kẻ mà ăn bám xã hội Mỹ thôi. Các bạn biết nó ăn bám xã hội Mỹ là gì? Nó ngồi đó nó lợi dụng phúc lợi xã hội của Mỹ để đặng mà nó ăn rồi nó lãnh tiền mặt, rồi nó lên mạng, rồi
nó ra rã, nó tuyên truyền cái sự bịp bợm của tụi nó. Cho nên ở quê nhà bây giờ tôi thấy là ngay cả hạ tầng cơ sở, bây giờ những cái đường xá tôi lái xe tôi đi, năm ngoái tôi về tôi thấy đã khác, mà năm nay tôi về tôi thấy đã tiến bộ hơn. Hạ tầng cơ sở ngày càng được mở rộng ra để cho đáp ứng với lại cái nhu cầu phát triển của đất nước và của người dân trong cái xã hội con người ngày càng tiến bộ hơn. Đó là điều rất là đáng mừng ở quê nhà anh chị Hoàng. Mỗi lần tôi về tôi thấy quê hương đổi mới, phát triển. Tuy rằng mình vẫn còn cũng có những cái nan đề, nhưng những cái nan đề đó được khắc phục. Các bạn xem truyền thông và những cái kênh chính thống của chính phủ đưa lên những cái bộ mặt tích cực, xây dựng nội bộ cơ chế cho nó hoàn chỉnh hơn, giải quyết các vấn đề tham nhũng và những cái vấn đề mà tồn động trong xã hội, những cái khó khăn được những cái cơ quan cấp cao lãnh đạo, người ta có tầm nhìn chiến lược, họ thay đổi và họ tìm cách làm sao mà hợp lòng dân. Đó là điều phải nói rất là khích lệ. Còn các bạn thấy cái xã hội Mỹ tư bản được, bọn chính trị nó thao túng lẫn nhau, người dân khổ vẫn khổ, chứ nó có lo gì cho dân đâu. Thế thì nó lấy đầu này nó bịt đầu nọ, nó lắp đầu kia. Còn ở quê nhà mình, tôi nói các bạn, bây giờ vùng sâu vùng xa, những cái vùng mà ngày xưa không có điện, không có nước, không có internet, bây giờ điện nước đồ, internet rồi những cái đời sống sinh hoạt của người dân được nâng cấp rất là nhiều. Nó không còn, nó gọi là nông thôn đô thị hóa, rất là tốt. Đó là điều đáng mừng và khích lệ. Ngay cả tôi nói về quê hương vậy, tôi chỉ mong làm sao tôi chia sẻ cái thông điệp của tôi để bà con, quý vị, những người trong nước, đồng bào trong nước đừng có lên mạng mà nghe mấy cái tụi chống cộng ở hải ngoại, mấy cái tụi truyền thông chống cộng ở hải ngoại, tụi nó rất là ô hợp, tụi nó chỉ biết xuyên tạc chống phá thôi, không có thằng nào mà có trình độ học vấn, kiến thức sâu rộng rõ ràng đâu ở đó đâu. Nó nói trên trời dưới đất, mà mình cứ là những người dân, mình đang sống trong một đất nước yên ổn, mình phải học những cái hay, đừng có chạy theo những cái mấy cái đám mà xuyên tạc chống phá đất nước ở hải ngoại. Tôi nói thật, vô bổ, phí phạm cái thời gian và cái cuộc sống của mình vô cùng. Thôi thì lại mình đi dọc đường thấy có những cái hay mình chia sẻ với anh chị em bạn. Xin tạm dừng like ở đây, hẹn gặp like khác. Bye bye.